Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phân nhân.com, một công ty chuyên cung cấp các loại nhựa công nghiệp, các loại nhựa cứng, nhựa mềm, nhựa dẻo, các loại phíp cam, nhựa tắm meca. Hôm nay Hùng sẽ review cho anh chị một cái loại hàng rất đổi quen thuộc trong cuộc sống mà thường dùng trong các lĩnh vực điện, đó là phíp cam anh chị và các bạn, phíp cam, phíp bố, phíp thủy tinh. Thì cái loại hàng này phân nhân đã cấp gần 20 năm rồi, nên đâm ra là cái lượng tồn kho của trong công ty rất là nhiều. Hiện tại là Hùng đang quay một số cái loại hàng đang chuẩn bị chuyển đi. Thì cũng nói với các bạn rằng là phân nhân hiện cấp hai cái dòng hàng, một cái dòng hàng là phíp cam Đài Loan và phíp cam Trung Quốc. Cho anh chị các bạn, phíp cam Đài Loan đây. Cái màu của phíp cam Đài Loan á, nó tươi hơn. Nó tươi hơn anh chị các bạn nha, nó tươi và nó đều hơn. Nó đều màu hơn. Và đồng thời những cái sớ của nó, cái sớ của phíp cam này nó rất là nhìn chắc chắn. Còn cái phíp cam Trung Quốc á thì nó màu nó đây. Màu của nó nhạt hơn. Đây anh chị các bạn. Đây. Phíp cam Trung Quốc đây. Cái màu của nó cái sớ, cái màu của nó nhạt hơn, và những cái sớ của nó thì nó lại không có chắc chắn như cái sớ của phíp cam Đài Loan. Giữa cái phíp cam Trung Quốc và phíp cam Đài Loan thì nó cũng có cái giá thành nó cũng khác nhau. Thì hiện tại là phân nhân đang cấp với những cái quy cách như sau. Thứ nhất là phíp cam Trung Quốc á, thì nó cái khổ tắm của nó đó, cái khổ tắm của phíp cam Trung Quốc á thì nó thường có là 1m x 2m anh chị các bạn nhé. Cái này khổ này nó có một mà phíp cam Trung Quốc, cái khổ này thì có 1m 2m một tấm. Còn cái phíp cam Đài Loan thì nó không có khổ 1m x 2m đâu. Đây, cái phíp cam Đài Loan thì nó có khổ là 1m x 1m2, 1m x 1m2, 1m x 2, với tất cả các độ dài từ 3 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly, 15 ly, 16 ly, 18 ly, 20 ly, 30 ly, 40 ly. Hiện tại là phân nhân có 50 ly cái loại phíp cam này. Đây, ngoài cái loại phíp cam á thì công ty phân nhân có cái loại phíp bố. Phíp bố thì nó có phíp bố bố vải và phíp bố nâu. Phíp bố vải thì ở bên trong cái phíp này nó có những cái đường sớ giống như những cái vải bố á, anh chị các bạn. Đó, vải bố. Còn cái phíp bố nâu á thì nó làm một phíp bố, nhìn vô cái sớ nó mịn, nó không có phíp bố nâu á thì nó nhìn vô những cái tấm phíp á, nó mịn, nó không có những cái sớ vải. Đây, còn cái loại này là phíp thủy tinh á. Phíp thủy tinh màu vàng. Có một cái loại phíp thủy tinh màu xanh ngọc nữa, nhưng mà hùng quên cáp nên ra là review cho chị cái màu thôi, cái kiểu của nó như vậy. Bên cạnh đó thì hiện tại là phân nhân cũng có cái loại phíp cây nữa, phíp cây, phíp bố cây. Đây là cái loại cây phi tròn đặc, nên anh chị cứ hỏi là phíp bố cây, phíp cây thì phi bao nhiêu, chiều dài của một cây là 1m anh chị các bạn nhé. Đó. Đó là tất cả những cái loại hàng mà hiện tại phân nhân đang có bán ở trong kho với tất cả các quy cách. Phíp bố cây thì mình có quy cách từ phi 10, phi 15, phi 20, phi 25, phi 30. Mỗi cái loại phi tròn nó cách nhau 5 size. Mỗi loại phi tròn cách nhau 5 size anh chị các bạn nhé. Đây là tất cả các loại hàng, tất cả loại hàng phân nhân bán. Phân nhân bán. Tất cả các loại hàng. Rất mong quý anh chị và các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi. Số điện thoại là 0989 771 896 hoặc là 0915 886 916. Đó là số Zalo. Rất mong quý anh chị và các bạn ủng hộ và giới thiệu bạn bè anh em cùng biết, để phân nhân có thêm lượng khách hàng, cũng giống như là để mọi người cùng biết phân nhân có cung cấp cái loại hàng này. Mong ủng hộ và chia sẻ giúp Hùng để cho mọi người biết được phân nhân có bán cái sản phẩm này mà mua hàng tốt hơn, thuận lợi hơn. Rất mong và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.